Lý thuyết phản ứng trùng hợp nè. Phản ứng trùng hợp là một quá trình kết hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau để tạo thành những phân tử rất lớn gọi là polymer. Phản ứng trùng hợp là phản ứng kết hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau để tạo hợp chất có phân tử lớn gọi là polymer. Phản ứng trùng hợp là quá trình kết hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau để tạo thành những phân tử rất lớn gọi là polymer. Thì các trường hợp mình sẽ có trường hợp thứ nhất là phản ứng trùng hợp hợp chất có nối đôi. Thì ví dụ ở đây ha, cô trùng hợp ethylene, cái này là ethylene nhất phải liền với ý điều kiện nhiệt độ áp suất này, xúc tác này, thì sẽ cho ra, mình nhớ cho cô là đây là có nối đôi thì bên đây nối đôi sẽ mất tạo thành nối đơn, và hai cái dấu gạch này là biểu thị trước nó và sau nó là có nhiều cái gốc methylene liên kết như vậy. Và cái này chỉ cần thêm chữ poly đằng trước cái tên của monomer là ta có được tên của polymer. Ở đây là polyethylene, có tên gọi khác là nhựa PE. Tương tự là cô lấy propane, tức là propylene của trùng hợp. Khi trùng hợp propylene thì nối đôi là sẽ mất nha. Còn cái nào có nối đơn thì cô bẻ xuống làm nhắn. Có một số bạn không ưng ghi nhánh như vậy thì có nghĩa thể ghi thế này. Thì cái này á, gọi giống như kênh cũ là thêm chữ poly và propylene. Cái này tên gọi khác là nhựa PP. Tương tự cô có styrene. Styrene hay còn gọi là vinylbenzene. Khi mà cô trùng hợp thì cũng là nối đôi biến thành nối đơn. Còn cái nào mà nối đơn thì cô tách thành nhánh. Cái này tên gọi là polystyrene hay còn gọi là nhựa PVS. Rồi bây giờ cô trùng hợp vinyl clorua. Trùng hợp vinyl clorua. Cái này là vinyl clorua. Vinyl clorua là tên có hai từ này. Cho nên thêm chữ poly mà mở ngoặc ra. Thêm có hai từ thì phải mở ngoặc ra. Cái này gọi tắt là nhựa PVC. Ví dụ cô trùng hợp vinyl acetate CH3CO, CH nối đôi CH2. Cái này là vinyl acetate. Vinyl acetate là nhiệt độ áp suất xúc tác. Ở đây xúc tác người ta hay dùng HgCl2. Thì chỗ nào nối đôi là biến thành nối đơn này. Còn dưới này cô sẽ móc ra là OOC CH3.
Các em nhớ là cái móc này nó có ngoặc cả xe 3 CO nữa. Cái này sẽ là tên gọi là poly, là mở ngoặc ra. Vinyl acetate. Tên gọi khác của nó là nhựa BPA. Polyvinyl acetate. Bây giờ cô trùng hợp vinyl cyanua CF2 nối đôi CHCN. Nhiệt độ áp suất xúc tác. Cái này đọc là vi ni cyanua. Vinyl chloride còn gọi là acrylonitrile. Cái này trùng hợp ra là mất nối đôi. Cái này trùng hợp ra tên gọi khác là toluol, hay còn gọi là tonitrol. Dùng để bể nấu ấm áo rác. Đương nhiên là tên gọi khác của nó là polyvinyl cyanua rồi. Như vậy là mình viết phần trình trùng hợp nhựa BE rồi nè, nhựa BB rồi nè, nhựa BS rồi nè, nhựa BVC rồi nè, nhựa BVA rồi nè, rồi toluol hay còn gọi là tonitrol rồi nè, đúng chưa? Bây giờ trùng hợp poly, trùng hợp metin metacrylat để tạo thành thủy tinh hữu cơ. Cái này là metin metacrylat. Này trùng hợp sẽ ra thủy tinh hữu cơ để làm kính xe ô tô rồi răng giả vân vân á. Nối đôi là mất ha, còn cái nào không có nối đôi là mình. Cái này là tên gọi khác là thủy tinh hữu cơ. Còn gọi là poly metin metacrylat. Rồi tiếp tục điều chế teflon là chất tráng trên cái chảo chống dính á. Là teflon là được điều chế từ CF2 nối đôi CF2. Thì cái này sẽ là CF2 gạch CF2 tất cả N lần. Cái này chính là teflon đây. Chất tráng trên cái chảo chống dính đó. Bây giờ cô sang cái trường hợp thứ hai là trùng hợp hợp chất có hai nối đôi liên hợp. Có hai nối đôi liên hợp. Thì hợp chất có hai thế nào gọi là hợp chất có hai nối đôi liên hợp? Đó là hai nối đôi giữa C và C, ở giữa đó sẽ có một nối, nối 3. Thì những hợp chất có hai nối đôi liên hợp như thế này là khi trùng hợp nó sẽ tạo thành cao su. Nó sẽ tạo thành cao su. Cô ví dụ, cô trùng hợp butadien. Các em thấy có hai nối đôi này, cách nhau bằng một nối đơn này. Rồi nếu mà hợp chất có hai nối đôi liên hợp á, thì mình nhớ là carbon nào có nối đôi là cô biến thành nối đơn nè. Còn cái nối đơn ở giữa đây là cô biến thành nối đôi. Ở đây là đẩy ra, nó đẩy ở đây ra nối đôi. Đây là vì rằng hai cái gốc sẽ khai ở hai đầu á, là nó liên kết với lại gốc butadien ở phía trước. Cho nên là nó mới mất nối đôi, mà hai carbon giữa lại không mất nối đôi cho nên sẽ đẩy nối đôi vào giữa. Cái này là butadien. Thì cái này đương nhiên là tên gọi là poly butadien.
Tên nó dài nhưng nó chỉ có một từ, cho nên không có ngoặc đơn gì hết. Cái này có tên gọi khác là cao su bu bu nha. Rồi cô cho ví dụ phần trùng hợp thứ hai, cô đi trùng hợp 20 tin butadien. Cái này tên gọi là 20 tin butadien. Tên gọi khác là isopren. Thì cũng như vậy luôn, là cô sẽ biến nối đôi thành nối đơn. Còn cái nối đơn ở giữa là biến thành nối đôi. Cái này cô sẽ gọi là poly isopren, hay còn gọi là cao su isopren. Đây chính là dạng của cao su thiên nhiên trong mũ cao su. Cô sẽ cho ví dụ loại trùng hợp cao su chlorofren, là cấu trúc của nó cũng giống như isopren nhưng mà nhánh CH3 thay bằng CL. Rồi, trùng hợp như cũ ha. Cái này là cao su chlorofren. Đó là đối với hợp chất có hai nối đôi liên hợp. Còn cô sẽ sang phần thứ ba là phần đồng trùng hợp. Như vậy là trùng hợp hai nối đôi thì xong nha. Các em có thể lấy ví dụ khác. Bây giờ cô sang phần 3. Phần 3 nhỏ là phản đồng trùng hợp. Cái này thực chất cũng là phản trùng hợp thôi, nhưng mà gọi là đồng trùng hợp là vì sao? Nó có từ hai loại monomer khác nhau đem thực hiện phản trùng hợp với nhau. Cô ví dụ cô có butadien. Cô sẽ cho trùng hợp với styren. Đối với loại phản ứng trùng hợp này thì mình lưu ý này, chất nào trùng hợp theo chất đấy. Ví dụ như butadien trùng hợp thì mình biết nguyên tắc rồi, là nối đôi, hai nối đôi mình nên bắt nối đôi giữa thành nối đôi là CH2. CH nối đôi CH gạch CH2. Yeah. Rồi đáng lý ở đây là phải N lần này, nhưng mà viễn có lần sau này. Rồi tiếp tục styren là nối đôi mất thành nối đơn. Được chưa nào? Như vậy là phản ứng trùng hợp giữa butadien và styren viết giống như cũ, nhưng mà hai cái sản phẩm là nối lại với nhau. Thay vì tưởng tượng là viết từng cái thì bây giờ viết hai cái một lần, là hai cái nối vô với nhau. Thì cái này được gọi là cao su bunae. Tương tự nếu cô trùng hợp, nếu cô trùng hợp butadien mà trùng hợp với vinicianua hay còn gọi là acrylonitrile, thì cô sẽ thu được cao su nan. Cái này chính là cao su bu na n. Rồi cô ví dụ phản trùng hợp giữa ethylene đi với lại propylene đi.
quên đây, hệ số n là gì? Thì theo đúng nguyên tắc đó luôn là nối đôi mất. Cái nào có đồ thì cho xuống làm nhánh. Như vậy là hết phần phản ứng trùng hợp. Hết lý thuyết phản ứng trùng hợp nha.